Như dự định, quân của Trương Tấn Sang đã mở chiến dịch hoài nghi đoạn ông Trương Đình Tuyển, nói về Nguyễn Tấn Dũng là giả mạo, đồng thời cũng nói nếu như là thật thì ông Trương Đình Tuyển quá tồi. gã đàn ông ngồi nói chuyện với Trương Tấn Sang trong ảnh kia, vừa rồi gã còn tương một bài có tên Ai ám sát nhà vua, nói về việc ông trọng bị ám sát do bắt tay với Nguyễn Thanh Nghị. Cuối bài gã nhận định ông trọng sắp chết. Hàng hoa ở Ngọc Hà đang chuẩn bị vòng hoa Giờ thì gã đang đi phao tin đoạn ông Trương Đình Tuyển mình đưa là giả mạo. Những kẻ đi lại với giới đấu tranh dân chủ mà đưa tin giả mạo chính là những kẻ đang phá hoại phong trào. Mục đích của chúng là khiến cho người dân không tin về những người đấu tranh dân chủ. Đưa lại cái này lần nữa để cho cỡ ủy viên trung ương đảng thấy rõ nó là thật hay giả. Qua đó họ thấy bộ mặt gian xảo của Trương Tấn Sang. Việc nghi ngờ đoạn dưới đây là giả càng cho thấy sự ngu rút của kẻ mà Tư Sang sử dụng lẽ ra phải biện bạch ông tuyển say rượu ông tuyển bị lú lẫn nguyễn tấn dũng để trương tấn sang xua quân lộng hành vu khống mình thế này mà không chơi lại thì quá kém những sự thật về thủ tướng nguyễn tấn dũng một trong thể chế chính trị đảng cầm quyền đảng lãnh đạo toàn diện nhà nước và xã hội thì mọi thành tựu tiến bộ cũng như hạn chế yếu kém đều có vai trò và trách nhiệm của lãnh đạo đảng và nhà nước trong đó có ủy viên bộ chính trị và thủ tướng chính phủ thủ tướng chính phủ chỉ và đã thực hiện nhiệm vụ được giao theo chủ trương, nghị quyết của Đảng và hiến pháp, luật pháp của nhà nước. Vì vậy không thể cho rằng tất cả đều do công cũng như tội của thủ tướng, đổ hết yếu kém khuyết điểm cho thủ tướng là không khách quan. Hai, cho rằng kinh tế xã hội năm 2006 đến 2016 không có thành tựu gì đáng kể, chỉ là hạn chế, yếu kém, khuyết điểm là không đúng. Trong giai đoạn có rất nhiều khó khăn thách thức này, Tuy còn không ít hạn chế yếu kém, nhưng thành tựu đạt được là to lớn và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực như Đại hội 12 của Đảng và Quốc hội khóa 13 đã khẳng định. Kết quả đạt được trong những năm qua có phần rất quan trọng là trên nền tảng xây dựng và phát triển của nhiều năm trước đó. Bà cho rằng Thủ tướng tham nhũng mà không đưa ra được một chứng cứ cụ thể nào. Rất tiếc, một số người có trách nhiệm hiểu rất rõ sự thật là im lặng, thậm chí còn khuyến khích việc làm này. Nếu Thủ tướng có tham nhũng thì chắc chắn Đảng và Nhà nước đã xử lý kỷ luật và pháp luật đối với ông. 4. Hàng năm Thủ tướng đều có báo cáo kiểm điểm trước Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng. Và khi thực hiện nghị quyết Trung ương 4 của Đảng, Thủ tướng đã nghiêm túc báo cáo, giải trình và khẳng định tất cả những điều lan truyền trên mạng xã hội. Những sư luận đồn thổi được nêu lên từ một số người cho rằng, ông tham nhũng là vu khống bịa đặt. Ông cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đảng và Nhà nước về những điều ông đã khẳng định này. Bản báo cáo giải trình với 12 điểm ngày mùng 10 tháng 12 năm 2015 của ông đã gửi đến các ủy viên Trung ương Đảng và đã công khai trên mạng xã hội. Năm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã xác minh, thẩm tra và đã có kết luận là không có căn cứ nào cho rằng Thủ tướng tham nhũng hay bao che dung túng cho tham nhũng, vi phạm quy định và kỷ luật của Đảng, pháp luật nhà nước như thông tin đồn thổi và báo cáo phản ứng dư luận của một số người Kết luận này đã được thông báo bằng văn bản đến đại biểu Đại hội 12 của Đảng là kết luận số 122/KLTU ngày 21 tháng 1 năm 2016. 6 năm 2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai nhiệm kỳ đại hội, lần đầu tiên bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng Chính phủ đã nhận được số phiếu tín nhiệm cao trong các thành viên của Bộ Chính trị và Ban Bí thư. 7 chiếc Đại hội 12 của Đảng Thủ tướng đã có văn bản xin không tái cử và xin nghỉ hưu theo quy định, đồng thời ký văn bản gửi Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng giới thiệu đồng chí Nguyễn Phú Trọng tái cử tiếp tục làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 10 năm 2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trực tiếp trao quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Thủ tướng. Tháng 6 năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thay mặt Bộ Chính trị trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho Nguyễn Tấn Dũng. Bài viết những sự thật về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được đăng trên trang Facebook Thanh Hiếu Bùi. Vì sao Nguyễn Tấn Dũng phỉ cười giữa đám ma Lê Đức Anh? Ngày giữa quốc tang ông Lê Đức Anh, cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bất ngờ phỉ cười. Một nụ cười tươi rói khi nghe phó thủ tướng Trương Hòa Bình trong phần giới thiệu danh sách ban lễ tang đã đọc chiếc danh của bà Nguyễn Thị Kim Ngân là chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Dù sao đây cũng là đám ma nên nhiều quan chức đứng cạnh đã phải bấm bụng để không phải cười theo. Đến nỗi, cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết dù cố bặm môi nhịn cười nhưng cũng không che được nụ cười trúng chím Đứng bên cạnh là cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang, khuôn mặt đang tối sầm lại. Cựu chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng sau đó quay sang nói nhỏ gì đó với ông Nguyễn Tấn Dũng. Cả hai chúi đầu thì thầm rồi sau đó cùng nhau cười khoái chí. Đứng hàng đầu là chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông Phúc cổ vẫn ngẹo sang một bên và cười mỉm. Bà Ngân thì quay sang nhìn ông Phúc, khuôn mặt hơi khó chịu và nói câu gì đó. Tất cả mọi diễn biến đã được ghi lại trong chương trình truyền hình trực tiếp của đài truyền hình VTV. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã không có mặt tại đám ma Lê Đức Anh mà chỉ gửi một vòng hoa đến phú viếng. Tuy nhiên trong danh sách vẫn giới thiệu ông Trọng là trưởng ban tăng lễ. Điều này cho thấy sức khỏe của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đã không có nhiều dấu hiệu khả quan sau cơn đột quỵ bất ngờ tại Kiên Giang hôm 14 tháng 4 năm 2019. Hiện nay ông Trọng được cho là đã rời khỏi Bệnh viện 108 để về nhà riêng tiếp tục điều trị nhưng dường như vẫn chưa thể đi lại và nói năng bình thường sau hơn nửa tháng không xuất hiện người ta đã bắt đầu đặt câu hỏi liệu ai sẽ lên thay thế trong trường hợp ông nguyễn phú trọng không đủ sức khỏe để đảm đương công việc nhiều cái tên cũng đã được nêu ra như phạm minh chính trần quốc vượng nguyễn xuân phúc ngô xuân lịch nguyễn thị kim ngân khi phó thủ tướng trương hòa bình đọc nhầm chức danh của bà ngân người ta cho rằng có thể là sai sót do quá nhập tâm nhưng cũng không loại trừ khả năng là ông ta cố tình đọc như vậy và nụ cười đầy ẩn ý của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã trở thành thông điệp mang nhiều ẩn ý, khiến cho những lời đồn đoán ngày càng lan rộng. Xét cho cùng, người được hưởng lợi nhiều nhất sau cú ngã quỷ của ông Nguyễn Phú Trọng chính là Nguyễn Tấn Dũng và gia đình ông ta. Xem ra đám ma của Cộng sản cũng vui đáo để. Bức tranh lộn xộn trong bộ chính trị sau khi ông Trọng bệnh nặng. Để thay đổi một trật tự trong bộ chính trị là cả một quá trình tranh đấu triệt hạ, bôi nhọ dìm đối thủ để nâng mình lên. Khi ông Nguyễn Phú Trọng còn khỏe mạnh, chính ông quyết cái trật tự này. Và giả sử nếu hôm nay ông Trọng không bị bệnh nặng thì trật tự đó không thay đổi. Nhưng vắng ông Trọng, tức là trật tự bị xáo trộn ngay, lý do là vì đâu? Là vì ông Trọng chưa kịp cơ cấu những vị trí trong bộ chính trị. Vì theo những gì ông Trọng đã nói trước khi ngã bệnh là năm 2019 chỉ cơ cấu ủy viên trung ương và đến năm 2020 mới sắp xếp ủy viên bộ chính trị. Ngay sau tam trụ là đến Trần Quốc Vượng, cho thấy Vượng đang bám đôi phúc. Như vậy ở đây chẳng có bàn tay nào sắp đặt cả mà do đấu đá tranh giành vị trí mà sinh ra trật tự mới thôi. Theo một nguồn tin nội bộ cho biết, vì chuyện trật tự này mà chẳng ai chịu nhường ai, cho nên đám tang mới hoãn tổ chức và đến 11 ngày sau mới được chôn Và điều này hứa hẹn đến cuối năm 2019 này mà thôi, trật tự còn khác nữa vì đấu đá chưa ngã ngũ. Vị trí của các nhân vật chóc bu trong danh sách ban lễ tang của ông Lê Đức Anh đã gây sự chú ý. Hai người phụ nữ thay đổi vị trí là bà Tòng Thị Phóng ở vị trí số 5, thay vì thứ 9 như trong quốc tang ông Trần Đại Quang vào năm ngoái. Bà Phóng ở vị trí ngay sau ông Trần Quốc Vượng thứ 4 và ngay trước ông Phạm Minh Chính thứ 6. Người thứ hai là Đặng Thị Ngọc Thịnh đã bị đẩy xuống vị trí thứ 24 thay vì vị trí thứ 17, do bà không còn nắm quyền chủ tịch nước như trước vị trí phó chủ tịch nước thì không có ý nghĩa gì cả và ai ở vị trí này rồi cũng sẽ về vườn mà thôi, chẳng bao giờ chen được vào ủy viên bộ chính trị. Thêm một chi tiết đáng chú ý khác, bà Nguyễn Thị Kim Ngân bị ông Trương Hòa Bình đọc nhầm chức vụ thành chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mời xem clip của Dinh, ở 9 phút 48 giây, chức vụ của bà Ngân bị đọc nhầm, làm cho ông Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Minh Chiết không nhịn được cười rất có thể đây là vị trí mà sẽ dành cho bà trong nhiệm kỳ tới vì quá nhập tâm mà trương hòa bình đã nói ra sự thật quá sớm hay chăng chí tiết mà nhiều người quan tâm nhất là sự vắng mặt của trưởng ban lễ ta nguyễn phú trọng nhà báo đỗ cao cường thắc mắc không hiểu sao đám ma nguyên chủ tịch nước mà trưởng ban tổ chức lại đi vắng hay là lại đi chữa bệnh vắng chủ nhà cà mọc đuôi tôm các nguyên thủ đi viếng đám ma cười không nhặt được mồm dân chúng thì thi nhau thả nút ha ha khiến cho báo tuổi trẻ cứ đăng lên lại phải gỡ xuống chỉ có mấy anh dân phòng chuyên đàn áp người biểu tình vì cây xanh là đội mưa chia buồn sự vắng mặt của ông nguyễn phú trọng trong lễ tang quan trọng này thì dù cho người có lạc quan lắm cũng không thể nói sức khỏe của ông trọng ổn được đã có nguồn tin từ bên trong nói rằng ông đã sống đời sống thực vật hơn 20 ngày nay rồi Mọi người cũng thắc mắc khi thấy ông Lê Mạnh Hà, con trai của Lê Đức Anh, mang khăn tang màu đen thay vì màu trắng như tục lệ xưa nay. Nhà báo Tường An đặt câu hỏi, phong tục người Việt Nam trước giờ vẫn mang vành khăn trắng khi có người thân qua đời. Từ lúc nào mà người Cộng sản lại đổi đen thay trắng trong tang lễ? Điều này không có gì đáng bàn. Ông này chỉ muốn làm khác người mà thôi. Hành động này không nói lên sự rối ren trong bộ chính trị về câu nói của Lê Mạnh Hà con trai Lê Đức Anh, gia tài ba để lại thật là quý giá. Luật sư Đặng Đình Mạnh bình luận, công chúng có thể tin rằng ông Lê Mạnh Hà nói rất thật. Chỉ nội tòa dinh thự tọa lạc tại đường Pasteur với giá cho thuê gần 500 triệu đồng một tháng thì công chúng đã có thể ước lượng ra giá trị tài sản mà ông tướng để lại cho con cháu đồ sộ và quý giá tới mức độ nào. Những người cộng sản lúc nào cũng vậy, sự cướp bóc và tư lợi cho đảng và cho bản thân thì vô bờ bến. Còn với đất nước thì họ chỉ có phá hoại mà thôi. Trang thời báo đặt câu hỏi, vì sao Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng không thể giữ lễ tang Lê Đức Anh? Theo bài viết, sáng ngày 3 tháng 5 năm 2019, một cán bộ Trung ương Cộng sản Việt Nam đã tiết lộ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn được tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng, sức khỏe của ông ổn định hơn. Biện pháp đang dùng là châm cứu sốt đợt quỵ. Tuy nhiên, tới đêm 2 tháng 5, ông vẫn bị méo mồm, nhìn hơi xấu nếu xuất hiện nên đã phải hủy bỏ kế hoạch làm trưởng ban tang lễ cho cố chủ tịch nước Lê Đức Anh. Đây chỉ là một nguồn tin cố bênh vực cho bệnh tình của ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi. Thực tế thì bệnh tình của ông ta đã nguy hiểm hơn nhiều. Thông tin này dù chưa được kiểm chứng, phù hợp với suy đoán của nhiều người rằng ông Trọng tuy được cấp cứu kịp thời và chăm sóc tận tình, nhưng di chứng méo miệng không phải chỉ 10 bữa nửa tháng là có thể phục hồi được ngay. Không ít trường hợp tập phục hồi chức năng tới nhiều năm. Không ít trường hợp không ít. không ít người tập phục hồi chức năng nhiều năm sau tai biến vẫn chưa hết méo miệng quốc tàng lê đức anh được tổ chức chỉ 19 ngày sau khi ông trọng bị tai biến rõ ràng là một đòn hiểm nhắm vào phe đốt lò mà cái hiểm nhất là cứu gục mà cái hiểm nhất là cứu hạ của ông trọng trước đó 19 ngày làm cho trật tự quyền lực sẽ còn xáo trộn nhiều vì đâu cũng nổi lên sự tranh giành quyền lực